Rồi, xin chào quý vị. Hôm nay lại giới thiệu cho quý vị xem một cái cửa hàng chuyên bán về cây cảnh thuộc tầm mini và nhiều cái chậu nữa quý vị. Cái cửa hàng Mít Cây này là nó thuộc ở Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn. Quý vị nào có yêu mến thì ghé đến cửa hàng của cô và để chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm đẹp. Và cây cũng tầm toàn mini không quý vị. Và có bán nhiều cái chậu đôn và để trang trí. Đây rất là nhiều luôn quý vị. Rồi sẽ táp cái số điện thoại lên. Quý vị nào ở xa đó có nhu cầu và mua. Và tí nữa chi tiết cái giá tại cửa hàng cho quý vị xem để tham khảo. Tầm mini cũng rất là nhiều quý vị, nó cũng là vừa với cái vừa với túi tiền và cũng có thể là mình trang trí trên bàn uống nước hay là phòng ngủ hay là những cái không gian nhỏ hẹp đó quý vị, cũng rất là hay. Đó là cái sam á. Đây sẵn quay có một cái cây sam sam trái này, nó làm một cái lùm rất là đẹp nè quý vị, mà giá cũng rất là bình dân, thì quý vị tham khảo rồi cũng có thể giao lưu qua số điện thoại gặp chủ cửa hàng. Đây là sam sam trái đó quý vị, nó cũng đang cho trái rất là đẹp. Và nó tầm mini thì đây khoảng 2 gang tay á quý vị. Thân nó là thân bụi. Nó lên một cái lùm nó cũng rất là đẹp. Thì chủ cửa hàng có báo cái cây sam trái này giá 1.800.000 đó quý vị tại cửa hàng. Quay chi tiết rõ cho quý vị xem, có gì giao lưu với qua số điện thoại đó quý vị. Trái nó cũng rất là nhiều, đặt cây luôn. Cái hoành tàng này nó chắc cũng nó là 50 đó quý vị, nên làm một cái lùm như một cái ô dù rất là đẹp đó. Đây là thân bụi. Cái này nó cũng kịp cho Tết đó quý vị. Trái này, bởi vì cái một số trái nó còn rất non. Đây là 1.800.000 nha quý vị. Quý vị nào yêu mến cái cây này thì giao lưu qua số điện thoại. Rất là đẹp nè.
rất là đẹp. Đây là sâm trái nha quý vị, báo giá 1,8 triệu tại cửa hàng. Cái gốc này bao nhiêu vậy? Gốc đây, gốc đây nè. Rồi chia sẻ thêm cho quý vị xem là cái này là hải châu quý vị. Nó cũng gọi là trân châu luôn á. Trân châu, hải châu cũng là nó. Gốc rất là già, cũng tầm mini. Nó rất là khéo. Cây này thì giá 1 triệu đó quý vị. Cái gốc này nó cũng quái đó quý vị. Mình đem về nhà là mình chỉnh sửa thêm, mình chi tiết thêm cái phần gốc này nè quý vị, mình cho nó sạch sẽ gọn gàng là mình chơi nó cũng rất là đẹp. Dòng này ra trái nó cũng rất là đẹp đó quý vị. Nó cao chắc cũng tầm 40, hai hoành nó cũng rất là lớn, gốc nó cũng cầu kỳ. Đấy quý vị xem, giao lưu cái gốc trân châu này 1 triệu tại cửa hàng đó quý vị. Ở trên quay xuống cho quý vị xem, nó cũng rất là nhỏ gọn. Có gì quý vị cứ theo số điện thoại rồi mình sẽ để trên màn hình đó quý vị. Cái trân châu này giá 1 triệu. Cũng được, nó cũng vừa túi tiền để chơi đó quý vị. Đây, 1 triệu. Trên một chiếc chậu cũng đẹp, nhỏ gọn, tầm mini. Đây, cây được chuyển tới rất là nhiều đó quý vị. Nó tầm mini rất là nhiều. Hey, quý vị xem nơi đây cửa hàng cũng có bán rất là nhiều chậu, chậu men lớn nhỏ đều có, rất là đẹp. Rất là nhiều cỡ chậu luôn quý vị. Rồi để mời quý vị xem tiếp, giao lưu một cây khế mini nữa, nhỏ gọn, rất là đẹp, rất tiện để trên bàn uống nước đó quý vị. Đây quý vị, nó nhỏ nhưng cái dáng này nó cũng rất là hay đó quý vị. Tầm mini nhưng mà cây cũng rất là già. Đấy, cái dáng đổ xuống, cái thế này cũng đẹp. Cây này được báo giá là 1,5 triệu tại cửa hàng nha quý vị. Để chi tiết cho quý vị xem để giao lưu. Đây gốc cũng rất là lớn. Nó cũng có nhiều cây rễ và gân guốc. Đây tầm hơn cổ tay. Dưới gốc nó có dàn rễ dàn bệ, nó cũng rất là hay nè. Và cây cũng ra cho trái đó quý vị. Ôi, trái
nó cũng nhỏ gọn. Cái thân này nó uốn lượn, nó cũng khéo đó quý vị. Tầm mà giá này 1,5 triệu thì chắc cũng là vừa đó quý vị. Cái chiều cao của cây mà từ mặt chậu đi lên đó, đây là tầm khoảng 50 phân rồi quý vị. Nó cũng nhỏ gọn thôi. Giờ vấn đề lá thì nó cũng nhỏ. Cây cũng đã được cho trái rất là lâu. Nếu quý vị yêu thích thì cứ giao lưu theo số điện thoại. Cây này là cây khế này là giá 1,5 triệu. Rồi tiện thể đây là mình thay luôn cái chậu. Mình mua một cái chậu men rất là đẹp, mình thay vô. Để quay cái góc rõ cho quý vị xem. Đây cái góc. Dáng này nó cũng khéo. Mà đẹp nhất cái phần gốc đó quý vị. Đây, gốc nó rất là đẹp. Thì cái giá mà cửa hàng bán 1,5 triệu thì cũng được chứ không cao đâu quý vị. À, quý vị nào yêu mến thì cứ giao lưu theo số điện thoại. Giá tại cửa hàng là 1,5 triệu. Cây cũng cho trái cũng rất là lâu rồi. Bộ gốc với bộ thân cũng rất là đẹp. Cây là già. Mua về rồi quý vị cũng có thể là mình chỉnh sửa lại những cái tay cành. Cái trước mắt là mình lấy đi cái phần gốc, cái phần cốt của nó đó là đẹp rồi. Giờ mình chỉnh sửa lại thêm. Dáng cũng nhỏ gọn. Rất là đẹp ha. Triệu rưỡi á quý vị. Rồi quý vị giao lưu thì cứ theo số điện thoại trên màn hình để gặp chủ cửa hàng. Rồi video đến đây cũng tạm dừng. Cũng chúc quý vị ngày mới an lành. Rồi hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo. Rồi xin chào.